Hơn 19 giờ ngày 21 tháng 11, Công an quận 8 vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ nghi án người đàn ông sát hại người phụ nữ và hai cháu bé, sau đó phóng hỏa đốt nhà phi tang. Chiều cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà ở hẻm Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8 bốc cháy nên hô hoán dập lửa và báo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng có mặt dập lửa và phát hiện thi thể một người phụ nữ cùng hai cháu nhỏ, 3 tuổi và 2 tuổi đã tử vong. Bước đầu, công an xác định người phụ nữ và hai cháu bé, trong đó có một con, một cháu bị người đàn ông sát hại. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định nghi phạm mang can chứa xăng tới con hẻm rồi đi vào căn nhà. Tại đây, nghi phạm và người phụ nữ cự cãi lớn tiếng. Ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở căn nhà. Khi mọi người chạy đến thì nghi phạm vứt xe máy bỏ chạy ra con hẻm với vết máu trên áo, quần, rồi tẩu thoát. Nghi phạm đã bị trinh sát công an bắt giữ sau gần 1 giờ gây án. Ngày 21 tháng 11, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phục hồi điều tra và ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Trực, sinh năm 1985, trú phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Hùng, sinh năm 1990, trú phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, vào khoảng tháng 3 năm 2021, Nguyễn Văn Trực câu kết với Nguyễn Tuấn Hùng làm giấy xác nhận số dư tài khoản giả của một ngân hàng có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ giấy xác nhận số dư tài khoản giả này, Hùng và một số đối tượng ở Hà Nội và Thái Nguyên đã lừa đảo chiếm đoạt của ông H, giám đốc một công ty thương mại ở thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định truy tìm đối với Nguyễn Văn Trực. Tuy nhiên, đến ngày 19 tháng 12 năm 2022 hết thời hạn điều tra vụ án nhưng vẫn chưa xác định được bị can nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án. Đến ngày 10 tháng 11 năm 2023, cơ quan điều tra đã truy tìm và làm việc được với Nguyễn Văn Trực nên đã phục hồi điều tra. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Ngày 21 tháng 11, Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ cho biết vừa trao lại là viên kim cương có kích thước 8,85mm, trị giá khoảng 550 triệu đồng do hành khách đánh rơi. Theo đó, ngày 18 tháng 11, chị Võ Thị Thùy Dung, nhân viên vệ sinh của Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ, trong lúc thực hiện công việc vệ sinh nhà ga đã nhặt được một viên kim cương do hành khách đánh rơi tại lối đi dẫn khách từ máy bay vào nhà ga. Chị Dung nhanh chóng bàn giao viên kim cương cho bộ phận tìm kiếm hành lý thất lạc của cảng theo đúng quy định. Sau khi rà soát thông tin, bộ phận tìm kiếm hành lý thất lạc đã xác định được đây là tài sản đánh rơi của một nữ hành khách trên chuyến bay VN1207 từ Hà Nội đến Cần Thơ ngày 17 tháng 11 năm 2023. Ngay sau khi đáp máy bay, khách đã liên hệ bộ phận tìm kiếm hành lý thất lạc báo mất một viên kim cương có giá trị cao, kèm thông tin giấy tờ có liên quan đến viên kim cương. Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ đã liên hệ và tiến hành các thủ tục giao trả tài sản lại cho hành khách. Từ đầu năm 2023 đến nay, Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ đã có hơn 20 lượt cán bộ, nhân viên nhặt và trả lại tiền cùng các đồ vật có giá trị của hành khách bỏ quên với ước tính tổng giá trị trên 1,8 tỷ đồng. Ngày 21 tháng 11, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và hợp tác xã do có hành vi chặt chém nữ du khách Thái Lan. Trước đó, một nữ du khách Thái Lan phản ánh trên mạng xã hội bị tài xế chặt chém 3,8 triệu đồng cho chuyến xe đi từ khách sạn ở Đà Nẵng đến khu du lịch Bà Nà Hills và Hội An. Mặc dù trước đó, nữ du khách này đã thỏa thuận từ đầu với tài xế là 1,5 triệu đồng. Nhận thông tin, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã ra soát và xác minh được tài xế điều khiển xe ô tô là ông T, xã viên thuộc hợp tác xã cùng kinh doanh. Tuy nhiên, tại thời điểm chặt chém du khách, tài xế này tự thỏa thuận để bắt khách, hoạt động như xe dù. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, hợp tác xã cùng kinh doanh đưa vào hoạt động ô tô do tài xế T điều khiển, tham gia kinh doanh vận tải theo hợp đồng. Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 11, tài xế này chở hai du khách Thái Lan nhưng không có hợp đồng vận chuyển và danh sách hành khách theo quy định. Căn cứ vào các sai phạm, ông T bị phạt 1,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Hợp tác xã cùng kinh doanh bị phạt 11 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu xe hợp đồng trong thời gian 2 tháng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết đêm 21 và 22 tháng 11, phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng có nơi xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm không mưa, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng có nơi xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Riêng phía Nam có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến 3. Sáng và đêm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 15 đến 18 độ C, phía Nam 17 đến 20 độ C. Cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 27 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 21 đến 24 độ C, phía Nam trên 24 độ C. Cao nhất phía Bắc từ 26 đến 29 độ C, phía Nam từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Riêng miền Tây có nơi dưới 30 độ C. Chiều ngày 21 tháng 11, Công an xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo ban đầu vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 10 giờ cùng ngày, anh T, 40 tuổi, quê xã Khánh Thuận, huyện U Minh, chạy xe máy đến ấp 3, xã Nguyễn Phích để thu mua cua biển của người dân. Khi anh T đang ngồi cân cua phía trước nhà của một hộ dân gần rạch chệt, ấp 3, xã Nguyễn Phích, bất ngờ có hai thanh niên lao đến dùng mã tấu chém vào cổ anh này. Bị chém bất ngờ, anh T bỏ chạy. Hai đối tượng sau đó lên xe máy bỏ chạy được một đoạn thì quay lại lấy túi xách, điện thoại của anh T để trên bàn cân cua rồi tẩu thoát về hướng thị trấn U Minh. Ngay sau đó, anh T được mọi người đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện U Minh nhưng tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Hiện công an tỉnh Cà Mau đã vào cuộc, khẩn trương truy bắt các đối tượng